Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2020. Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho 7 hoàn cảnh dưới đây. Chị Hợp Phương cho chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 1,5 triệu mua hiện vật lần thứ 26. Và chị Lê Thị Thanh Hoa do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 22. Và bé Tuyền do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 12. Và cụ Mỹ do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 500 tiền mặt lần thứ 12. Và cụ Mai do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 300 tiền mặt lần thứ 12. Và chị Hợp Phương do chị gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 18. Và bác Hà Văn Thanh do chị gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500 tiền mặt lần thứ 18. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh, nhận hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho nhận hoàn cảnh trên. Rất là cảm ơn và chúc quý vị và gia đình luôn luôn sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Nam Mô Di Đà Phật. Xin đại diện chính quyền địa phương xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ các hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn, chúc sức khỏe. Cảm ơn hai chị đã giúp đỡ cho mẹ con em. Em chúc hai chị mình khỏe. Hóa đơn mua hàng. Cũng có gì xin chị ẩn danh ở Sài Gòn giúp đỡ cho em một tháng rồi. Xin thành cảm ơn các chị. Gia đình cảm ơn Hội Hoa Đức chị ẩn danh Sài Gòn đã hỗ trợ tiền cho cháu hàng tháng. Gia đình cảm ơn người tài trợ ở Sài Gòn cảm ơn. Con cảm ơn cô ẩn danh ở Sài Gòn giúp ba con 300.000. Con cảm ơn. Cảm ơn cô ẩn danh ở Nha Trang đã tài trợ hơn 700.000. Tôi xin cảm ơn.